quý vị thân mến, chiều hôm nay Phú Tha đang có mặt tại Huế quý vị ạ. Cái địa chỉ mà Phú Tha đang đứng á, chính xác là bao nhiêu thì có gì Phú Tha sẽ ghi ở trên màn hình á. Bây giờ Phú Tha cũng chưa xác định được, nhưng mà ở đây là khu vực mà có nhiều quán bánh cánh nổi tiếng tại Huế. Trước đây Phú Tha cũng đã từng quay một quán ở khu vực gần đây rồi, thì tiếp tục bây giờ Phú Tha quay thêm để gửi đến toàn thể quý vị bánh cánh của Di Thủy nè. Bánh cánh cà rô, cà lóc, thủy dương. Bây giờ thì khách mới đi làm về đó quý vị, nên vào đóng cực kỳ luôn. Chào cả ha. Bên đây là cá lóc. Cá lóc ở đây thì đã được tách xương hết rồi. Còn chỉ còn lại phần thịt thôi. Ở đây là cá lóc hả chị ha? Dạ, đây là cá lóc, đây là cá. Dạ. 2 tiêu. Cục kia bên kia mình lấy xương sạch thôi hả chị? Dạ. Dạ. Mình có cái bí quyết gì mà lấy xương nhánh mà sạch không chị? Hay là ngồi mà lấy từng cái từng cái? Ồ, không có cái cách nào khác hả? Ồ, như rồi thì mất nhiều thời gian ha. Dạ. Dạ, tại vì xương cà rô, cà lóc á, thì đôi lúc dễ lấy ha. Chứ con cà rô khó lấy gì ha. Dạ. Như đây là mấy năm trong nghề rồi chứ? Lâu rồi. 10 năm rồi. 10 năm rồi. Có cái quả mình đây là bạn lâu chưa ha? Lâu. Hồi xưa ở giữa đây có nhiều quả nhưng mà bây giờ không nghỉ rồi chứ? Khu vực ở đây là nổi tiếng về bánh cánh quý vị. Quý vị đến Huế mà nghe bánh cánh Thủy Dương là một cái những bánh cánh rất là nổi tiếng của mình. Tại vì sắc sợi nào sợi nấy nó đều riêng luôn. Nhẹ nhàng quý vị. Tôi
đôi cá chứ. Ở đây như mình nấu bịt cùi vậy chứ. Bây giờ thì phải hai người sắt mới kịp bàn quý vị. Dạ, lẹ dữ gì á. Tối như đi là mấy chị ha? Dạ tối như đi bình thường là 15. Hình như mình có định sẵn là 5 miếng thôi chị hả? 5 miếng cá. Dạ, miếng mới nhỏ là 5. À dạ, miếng mới nhỏ là 5. Đây vỉa, cô ta gọi một tô bánh canh. Trung bình thì 15.000. Ở đây chúng ta gọi vừa có cá lóc mà vừa có cá rô luôn. Nhưng mà giá cũng 15.000 luôn. Đó. Vì thấy hành ha, hành ngò. Tô nhỏ nhỏ vậy thôi. Cá. Bột. Bột gạo của vị. Ở đây thì có nhiều loại bột của vị. Mùa ăn chỉ thì nói chỉ bột mì, bột lọc, rồi bột gạo, rồi có thêm mì tôm nữa, mì gỏi á. Của vị mùa ăn chỉ thì gọi nhá. Chúng ta gọi bột gạo. Bên đây thì có trên bàn thôi thì có sẵn là trứng cút này, với lại muối, nem chả, tỏi. Cái này thì quý vị ăn thêm thì tính tiền thêm. Còn cái tộc mờ này thì không biết lắm. Chị tộc mờ này là miệng vía răng hả chị? Đó là tính tiền hả chị? Là tính tiền á, là ai ăn ăn? 10.000 một bi đi hả? À dạ dạ. 10.000 một bi quý vị. Bên đây thì có ớt, quý vị nào mà muốn ăn cay á thì bỏ thêm ớt mà. Còn cô ta ăn cay không được nên cô ta ăn như vậy thôi. Quý vị thấy cái sợi bánh cánh không? Ở đây di sắc điêu ghê lắm. Nhìn ngon quý vị ha. Mời vị nha, thử nước nè. Chà ơi, ngon ghê luôn quý vị ơi. Đậm đà, ngọt, ngọt từ xương cá quý vị. Xơi bánh canh, bột gạo. Ở đây là có cà rô và lại cà lóc. Cái thịt bự bự này chắc chắn là cà lóc này quý vị. Còn cà rô thì cái thịt nó nhỏ hơn. Cái thịt nó dai mà nó chắc. Mà nó ngọt ghê. Tô này chỉ còn 15.000 thôi nha quý vị. Quả bình dân.
xôi bột gà không Việt? Rồi dái. Có cà rô mua nè, ở đây cà rô thì nó nhuyễn hơn. Thôi, chắc phải dừng ở đây nha quý vị. Và như cô ta sẽ để cái địa chỉ ở trong màn hình đó, vì có thể xem thêm ha. Nếu vào đi đến Huế thì có thể ghé và dùng thử. Ở đây thì có nhiều quả. Và quả nào thì có thể cũng ngon, đều giống nhau. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị nhận like, share, đăng ký kênh, ủng hộ cho Vina TV. Bye bye.